quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự thành phố Bảo Lộc. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính như sau: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Lâm Đồng làm việc với thành phố Bảo Lộc, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo thành phố thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phần cuối chương trình là bài viết. Quỹ tín dụng nhân dân phường 2 gửi trọn niềm tin, giữ trọn chữ tín. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Lâm Đồng chủ trì đã có buổi làm việc với Thành ủy Bảo Lộc, tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Văn Yên, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Thời gian qua Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Bảo Lộc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị chương trình kế hoạch, kết luận và công văn để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn nhờ vậy mà an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Với sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy, chính quyền cơ quan chức năng địa phương đã tập trung kiểm tra, giám sát, điều tra, xử lý dứt điểm có hiệu quả hầu hết các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhiều vụ việc được cơ quan điều tra thành phố Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra xử lý dứt điểm. Một số vụ việc liên quan khác đang tiếp tục được điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật. Đối với công tác cải cách tư pháp, Bảo Lộc được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong thực hiện số hóa trong thi hành tố tụng. Nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân cũng được chính quyền địa phương và ngành chức năng từ thành phố đến cơ sở thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức nội dung phong phú đa dạng. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy Bảo Lộc thực hiện tốt theo quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và luật tiếp công dân năm 2013. Qua đó, người đứng đầu đảng bộ chính quyền địa phương trực tiếp đối thoại để nắm bắt những phản ánh kiến nghị của nhân dân và chỉ đạo xử lý có hiệu quả, đảm bảo công bằng khách quan minh bạch trên tinh thần thượng tôn pháp luật vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tiêu cực trên địa bàn Bảo Lộc vẫn còn những khó khăn hạn chế cần phối hợp chỉ đạo của ngành chức năng để xử lý khắc phục dứt điểm. Đó là tình trạng xây dựng trái phép không phép đang diễn ra trên địa bàn. Các loại tội phạm tệ nạn xã hội liên quan đến thanh thiếu niên có dấu hiệu gia tăng. Một số vụ việc khiếu nại tập trung đông người liên quan đến đất đai có nguy cơ gây mất an ninh trật tự cần được giải quyết. Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến các sở ngành, đồng chí Nguyễn Văn Yên, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, với vai trò là trung tâm kinh tế xã hội phía Nam của tỉnh, Bảo Lộc cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở những vụ việc phức tạp cần có sự đầu tư nghiên cứu, nắm chắc vấn đề để tránh lúng túng bị động trong quá trình kiểm tra xử lý. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bảo Lộc đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời đề nghị Bảo Lộc tiếp tục xem công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt để đảm bảo an ninh chính trị, trực tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Tham dự lễ viếng có đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc, các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các đồng chí cách mạng lão thành, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, cán bộ công chức trên địa bàn thành phố. Tại lễ viếng, lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố đã dân hương và đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dân hương, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến thắp nén hương tại phần mộ của các anh hùng liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương chiến đấu anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Bảo Lộc đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng quê hương Bảo Lộc ngày càng phát triển đặc biệt phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố luôn quan tâm tới công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách người có công xem đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Chiều ngày 24 tháng 7, đoàn công tác do đồng chí Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn phường 2 nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Quốc Thái, là thương binh 64%, 75 tuổi, 55 năm tuổi Đảng, ngụ tại phường 2 ông Thái tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị địch bắt giam tại nhà tù Phú Quốc. Tiếp đó, đồng chí Tôn Thiện Đông đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Trọng Hồng, 66 tuổi, là thương binh 23%. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường khu 6. Tại các điểm đến thăm, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố dành cho những hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình chính sách vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc Thời gian qua, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được đảng bộ thành phố xác định là trách nhiệm thường xuyên và liên tục của cả hệ thống chính trị. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chú đáo cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, và sẽ được thành phố tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Dịp này, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng đã tặng quà cho các gia đình, gồm quà và tiền mặt. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, tuyên truyền, giáo dục con cháu ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Sáng ngày 26 tháng 7, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn phường 2 nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình ông Trần Quốc Đường, thương binh bệnh binh, nặng nghiên chất độc hóa học và ông Vương Phương bệnh binh cùng ngủ tại phường 2. Trong không khí ấm áp chân tình, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh cao cả của các liệt sĩ thương binh bệnh binh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời bày tỏ sự cảm phục trước những nỗ lực vượt qua đau thương mất mát, vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định của các gia đình. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần, tô thắm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố làm trưởng đoàn, cũng đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam Minh Hùng Nguyễn Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Sửu, thương binh, nạn nhân chất độc hóa học, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ. Thay mặt lãnh đạo thành phố Bảo Lộc, đồng chí Nguyễn Văn Phương đã tặng quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Sửu đã có nhiều công lao đóng góp đối với cách mạng. Đồng thời mong muốn các đối tượng chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng, phát triển địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Phương cũng động viên các gia đình chính sách cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Gia đình các đối tượng chính sách khẳng định sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng thành phố Bảo Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đoàn lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố do ông Huỳnh Minh Chánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn các phường xã tại các nơi đến thăm thay mặt thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đồng chí huỳnh minh chánh chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn các xã phường đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc với công lao đóng góp của các gia đình chính sách người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nhà nước và nhân dân mãi khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ các thương binh bệnh binh những người có công với đất nước và mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục sống khỏe, sống có ích. Luôn tích cực vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo địa phương thường xuyên dành thời gian quan tâm thăm hỏi, người có công thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Dịp này đoàn cũng tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phường khi đến thăm cũng trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, ngày 25 tháng 7, công an thành phố Bảo Lộc đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, trưởng công an thành phố đã đến thăm gia đình ông Bùi Chanh là thương binh đang ở tại phường 1 và gia đình bà Vũ Thị Chuyên tại xã Lộc Thanh là thân nhân liệt sĩ. Nói chuyện với các gia đình, đồng chí trưởng công an thành phố ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp hy sinh của các thương binh liệt sĩ. Đồng thời mong các gia đình chính sách, người có công luôn phát huy truyền thống, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh trật tự của thành phố. Đây là hoạt động thường niên của Công an thành phố Bảo Lộc, là dịp để cán bộ chiến sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Qua đó giáo dục sâu sắc về truyền thống, đạo lý của dân tộc để cán bộ chiến sĩ công an thường xuyên làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Từ đó ý thức hơn tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 25 tháng 7, Hội đồng nhân dân phường Lộc Tiến đã tổ chức kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng dân phường xem xét quyết định một số nội dung. Ủy ban dân phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và các nội dung chất vấn từ kỳ họp trước. Thường trực Hội đồng Nhân Dân Phường xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân, dự kiến chương trình giám sát năm 2024, báo cáo thẩm tra của các ban pháp chế, ban kinh tế xã hội, ngay ủy ban mặt trận Thu quốc phường thông qua báo cáo công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền và những ý kiến kiến nghị đối với chính quyền. Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, kỳ họp thứ bảy Hội đồng Dân Phường lộc tiến khóa 6 hoàn thành chương trình đề ra với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao. Tại kỳ họp, các đại biểu hội đồng như dân phường đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết: nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, nghị quyết phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022, nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024. Theo báo cáo của Công an thành phố Bảo Lộc tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, Số đối tượng ma túy hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi phương thức hoạt động với nhiều thủ đoạn liều lĩnh, táo bạo. Từ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Bảo Lộc đã triệt phá thành công 27 vụ buôn bán tăng trữ trái phép chất ma túy, bắt 40 đối tượng. Trong đó, 4 đối tượng sutra tra, 1 đối tượng truy nã, phá 5 hiểm nghi, 2 chuyên án. Tăng vật thu giữ gồm 241 g methamphetamine, 257,98 g ketamine, 120,85 g MDMA, 2,9 gram heroin cùng các tăng vật liên quan. Từ kết quả điều tra, Công an thành phố khởi tố mới 28 vụ, 40 bị can, liên quan đến mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chuyển 5 vụ, 9 bị can lên phòng PC04 Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tương trợ giúp đỡ và phát triển kinh tế thành viên, thời gian qua, Quỹ tín dụng Nhân dân phường 2 thành phố Bảo Lộc đã và đang thực hiện chính sách giảm nhiều loại chi phí và lãi suất, nỗ lực huy động nguồn vốn nhàn rỗi, tạo điều kiện cho người dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo ở địa phương. Với tôn chỉ hoạt động gửi trọn niềm tin, giữ gìn chữ tính, Bằng sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, nhân viên, thành viên và được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, Liên minh Hợp tác xã tỉnh của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Những năm qua, Quỹ tín dụng Nhân dân phường 2 đã giữ trọn niềm tin, tạo sự tin tưởng trong thành viên và nhân dân, phát triển ngày càng lớn mạnh. Và là địa chỉ tin cậy của mọi khách hàng, thành viên, quỹ xứng đáng là một trong những quỹ đứng ở tốc đầu của hệ thống quỹ tín dụng thành phố Bảo Lộc. Từ khi thành lập đến nay, công tác quản trị điều hành của Quỹ tín dụng nhân dân phường 2 đã đạt được nhiều tiến bộ. Từ khi thành lập đến nay, công tác quản trị điều hành của Quỹ tín dụng nhân dân phường 2 đã đạt được những tiến bộ nhiều mặt. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của hội đồng quản trị, ban điều hành quỹ từng bước được nâng lên, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong hoạt động, quỹ luôn thực hiện đúng tôn chỉ với mục tiêu là huy động vốn trên địa bàn để tương trợ, tăng cường liên kết cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống cho thành viên. Đồng thời, quỹ thực hiện cải cách thủ tục cho vay và gửi tiền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân. Từ đó, quy mô và chất lượng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân phường 2 luôn ổn định, tăng trưởng bền vững về số lượng, chất lượng trên các chỉ tiêu cơ bản như vốn điều lệ, vốn huy động, dư nợ cho vay, số lượng thành viên, năng lực tài chính. Với phương thức huy động tiền gửi và cho vay linh hoạt được quỹ thực hiện từ nhiều năm nay, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, sớm có tiền đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, quỹ tăng cường ra soát, đánh giá phân loại khách hàng để áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, đồng thời cho vay mới để phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh chú trọng phát triển kinh doanh dịch vụ tiền tệ, quỹ tín dụng nhân dân phường 2 còn là một trong những đơn vị điển hình về công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Những hoạt động nhân văn của quỹ tín dụng nhân dân phường 2 đã góp phần tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô, Quỹ tín dụng nhân dân phường 2 sẽ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong cán bộ, thành viên, tăng cường năng lực tài chính và các giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, giúp Quỹ tín dụng nhân dân phường 2 đứng vững và phát triển ngày càng lớn mạnh trong lĩnh vực tín dụng tiền tệ, tạo sự tin tưởng của khách hàng. 15 năm rồi tôi đã tin tưởng vào Quỹ tín dụng đây. Mà cả nhân viên cán bộ đều, đều phục vụ rất tận rất tình vậy vậy tôi là tiếp tục tôi đến và đồng viên rất nhiều người nữa tôi có gửi tiền ở đây từ lâu lắm rồi từ cái hồi mà còn ông phương xong rồi đến ông hoàng rồi bây giờ thì đến cô yên thì nói chung là tôi tin tưởng ở quỹ lắm để đảm bảo giảm và không phát sinh nợ xấu lãnh đạo quỹ thường xuyên chỉ đạo bộ phận tín dụng từng khu vực được phân công quản lý thẩm định cho vay phân loại khả năng thanh toán của từng thành viên được vay vốn đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền và thành viên vay vốn trong quản lý và sử dụng vốn, thu chi tài chính, phân phối lợi nhuận. Quỹ tín dụng nhân dân phường 2 luôn tuân thủ các quy định của ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính. Theo đánh giá của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thời gian qua, hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân phường 2 đạt mức tăng trưởng khá, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Quỹ đã khai thác tốt nguồn vốn trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống của thành viên, góp phần thực hiện mục tiêu tương trợ cộng đồng, giảm nghèo và hạn chế tình trạng tín dụng đen, cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng thành viên. Thì với chức năng của chúng tôi thì chúng tôi đánh giá quỹ tín dụng phường 2 là một đơn vị lớn nhất trên địa bàn tỉnh và có hoạt động đúng quy định pháp luật được chúng tôi đánh giá là xếp loại A. Qua đó cũng để mong muốn là bà con gửi tiền yên tâm về cái lợi ích của mình và tin tưởng đối với quỹ tín dụng để từ đó là giúp ổn định cái hoạt động của quỹ cũng như là hoạt động bình thường của bà con. Với uy tín cũng như sự tận tâm phục vụ khách hàng trong những năm qua, Quỹ tín dụng nhân dân phường 2 thành phố Bảo Lộc vẫn đang là một trong những địa chỉ tín dụng tin cậy để khách hàng trong và ngoài địa phương lựa chọn và đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.